Vâng, để tiếp theo chương trình thì tôi xin trình bày bài về ung thư gan nguyên phát HCC giai đoạn sớm, chẩn đoán và điều trị, phân tích một số guideline quốc tế và cái ứng dụng của nó trong hoàn cảnh Việt Nam. Thì cái chủ đề của cha hôm nay là cái gì? Thì chúng ta nhìn thấy đây là cái guideline cái điều trị guideline điều trị ung thư gan của BCOC năm 2022 là cái guideline cập nhật nhất chúng ta hiện tại. Chúng ta nhìn thấy là trước khi để quyết định điều trị ung thư gan thế nào thì có một cái phần đầu tiên nó đánh giá giai đoạn. Thì cái chủ đề của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ nói về cái giai đoạn ung thư gan giai đoạn sớm. Như trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy gồm có trên này gồm hai phần, nó gọi là phần phần very early SCC hoặc là cái phần early SCC, nghĩa là giai đoạn rất sớm và giai đoạn sớm. Thì cái chủ đề của chúng ta nói ngày hôm nay là giai đoạn sớm và rất sớm. Trong khi đó thì cái phần mà chúng ta sẽ không đề cập tới là cái giai đoạn trung gian hoặc cái giai đoạn tiến triển, là những cái chủ đề mà chúng ta nói rất nhiều từ cho các bài báo cáo trước. Thì để chẩn đoán giai đoạn sớm thì có một câu chuyện là vấn đề chúng ta phải tầm soát sớm. Vậy thì chúng ta tầm soát để phát hiện sớm HCC để làm gì? Thì tôi xin chia sẻ lại với các quý vị một câu chuyện. Đây là một bệnh nhân nam, bệnh nhân này sinh năm 54, được chẩn đoán là viêm gan B mãn tính. Thì đây là cái hình ảnh trên là cái tổn thương u gan, một cái tổn thương u gan ở cái hồi tháng 9 năm 2022. Thì trên hình ảnh chúng ta bệnh nhân có được phát hiện một tổn thương u gan ở vị trí hạ phân thứ 7, kích thước là 18 mm, và bệnh nhân này trên hình ảnh siêu âm và trên hình ảnh cộng hưởng từ chúng ta nhìn thấy tương đối rõ sát dưới vòng hoành bên phải. Và bệnh nhân này đã được điều trị, hiển nhiên là điều trị rất là dễ dàng bằng phương pháp đốt sóng cao tần. Và trên hình ảnh dưới thì chúng ta nhìn thấy là gì? Nghĩa là bệnh nhân này sau khi đốt sóng cao tần 1 tháng thì chúng tôi đánh giá lại cái hiệu quả của tổn thương. Thì chúng ta nhìn thấy là cái tổn thương nó đáp ứng rất là tốt. Cái diện hoại tử nó bao phủ toàn bộ cái tổn thương đích và bao phủ và phá hủy cái tổn thương xung quanh, nghĩa là đạt được cái diện gọi là safety margin, cái diện an toàn 5 đến 10 mm như chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Tuy nhiên cái câu chuyện của cái ca này không phải dừng lại ở đây, mà tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là bệnh nhân này, thực ra tôi đã điều trị cho bệnh nhân này từ 2010. Lần đầu tiên tôi điều trị bệnh nhân này bằng phương pháp đốt sóng cao tần từ 2010, và cho tới hiện tại thì quá trình theo dõi của bệnh nhân có vài đợt tái phát, và gần đây nhất là chúng tôi điều trị bệnh nhân này bằng phương pháp đốt sóng cao tần, và cho tới hiện tại thì bệnh nhân vẫn đang ổn định sau 12 năm phát hiện điều trị ung thư gan nguyên phát. Câu chuyện tiếp theo tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái chủ đề là một cái trong cái bài báo cáo của điều trị ung thư gan của Nhật Bản. Đây, trong cái bài báo cáo này của giáo sư Kudo, là một người giáo sư rất là nổi tiếng về điều trị ung thư gan, thì ông ấy có một bài báo nói rằng là cái hiện tại với cái phương pháp về quản lý và điều trị ung thư gan ở của Nhật Bản thì là có một cái model mà là leading, nghĩa là một cái dẫn đầu ở trên thế giới. Trong cái bài báo này ông phân tích rằng là cái thời gian sống thêm của người bệnh nhân ung thư gan nguyên phát ở Nhật Bản là dài nhất. Thì cụ thể như chúng ta nhìn thấy trên cái paper này thì với so sánh một số nước phát triển ở trên thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản, thì mặc dù cái thời gian còn cái trong cái bài trong nghiên cứu này, khi cái thời điểm mà cách đây tương đối xa, thì Nhật Bản thời gian ví dụ như quãng thời gian từ năm 1998 đến 2007 thì thời gian sống thêm của những bệnh nhân sống sau 5 năm ở Nhật Bản là đạt tới 44%, trong khi đó những cái tỷ lệ như là thấp hơn, chẳng hạn như là Hàn Quốc hoặc Nhật hoặc là Đài Loan hoặc là Mỹ, thì tỷ lệ sống thêm sau 5 năm chỉ đạt tới 22 hoặc là 11 đến 15%. Trong cái bài báo cáo này người ta cũng thấy rằng ông ấy phân tích rằng là gì, Nhật Bản là một cái nước mà có tỷ lệ phát hiện ra ung thư gan giai đoạn sớm là cao nhất. Cụ thể là giai đoạn sớm là gì? Theo phân loại của BCOC, giai đoạn sớm là BCOC0 hoặc là BCOCA, thì Nhật Bản vẫn là cái nước mà được phát hiện sớm nhất với tỷ lệ là 62%, trong khi đó là những nước khác như là các nước như Mỹ thì tỷ lệ phát hiện giai đoạn sớm là 30%. Và cũng trong cái paper này người ta chỉ ra rằng các cái so sánh các nước về phương Tây, Western country, và các nước châu Á thì Nhật Bản vẫn đạt được tỷ lệ cao nhất là 60 đến 65%. Trong khi đó là các nước khác thì đạt được cái tỷ lệ chỉ cao nhất là Hàn Quốc thì là được 20 đến 30% cái tỷ lệ bệnh nhân HCC chẩn đoán giai đoạn sớm. Chính vì thế nên là cũng trong cái bài báo cáo này ông ấy chứng tỏ rằng là những bệnh nhân ở Nhật Bản thì thời gian sống thêm sau khi phát hiện ra ung thư gan được kéo rất dài. Cụ thể là cũng trong một cái số liệu từ năm 2001 đến 2005, nghĩa là cách đây thời gian tương đối xa, thì thời gian sống thêm 5 năm, thời gian sống thêm trung bình
của bệnh nhân ung thư gan, phát hiện ra ung thư gan ở Nhật Bản là đạt đến tận 74 tháng. Thì đây là một cái con số mà cũng rất là kinh ngạc và là một cái sự cố gắng rất lớn của các nước nói chung, của Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên là để trong thực tế lâm sàng chúng ta thấy rõ ràng là câu chuyện là gì. Vậy thì với bệnh nhân ung thư gan mà để muốn để cải thiện cái thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng, thì chúng ta cần phải quan tâm tới việc là tầm soát và phát hiện ra ung thư giai đoạn sớm. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng, một câu hỏi đặt ra mà trong ngành chúng tôi cũng vẫn làm, thì vậy thì chẩn đoán ung thư gan giai đoạn sớm có khó không? Thì để đi trả lời câu hỏi này thì trước tiên tôi xin chia sẻ với quý vị cái sơ đồ để chúng ta nhìn thấy cái bài toán toàn cảnh của việc chẩn đoán sớm ung thư gan. Thì chúng ta đã quen thuộc với cái đây là một cái sơ đồ nói rằng là các gọi là các bước phát hiện ra ung thư gan thì gọi là multi step, là nhiều bước, cái hepatocarcinogenesis. Thì ung thư gan nó sẽ xuất phát đầu tiên từ các cái nốt, các tổn thương gan mạn tính, sau đó xuất hiện thành phát triển các cái nốt loạn sản, rồi nốt tân tạo, rồi hình thành các nốt ung thư gan giai đoạn sớm, rồi phát triển dần lên thành ung thư gan thực sự HCC. Tuy nhiên để trong quá trình diễn biến như chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh, thì để đây là một cái quá trình diễn biến tự nhiên của một bệnh nhân ung thư gan phát hiện từ giai đoạn rất sớm, chẳng hạn như là giai đoạn mà khi kích thước 5mm cho tới khi hình ảnh này chúng ta nhìn thấy u gan được 4cm. Thì với những hình ảnh này, trên thực tế những bác sĩ nào làm siêu âm chúng ta nhìn thấy là gì? Ở những bệnh nhân này, khi mà chúng ta phát hiện những giai đoạn mà khối u gan kích thước khoảng độ tầm 10 đến 20mm, thì thậm chí trên hình ảnh này chúng ta rất là khó phân biệt trên siêu âm với một cái tổn thương ung thư gan hay một cái tổn thương gan lành tính như là u máu. Bởi vì trên hình ảnh này chúng ta nhìn thấy đa phần là các tổn thương nó rất là tăng âm, rất là khó phát hiện, do khó phân biệt với một cái tổn thương ung thư gan với u máu, một tổn thương lành tính. Và trên hình ảnh này chúng ta nhìn thấy là gì? Với các cái tổn thương này thì trong những giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển multi-step hepatocarcinogenesis, thì những cái tổn thương ở giai đoạn ung thư gan HCC giai đoạn sớm thì thường là tổn thương nó tăng âm và rất là khó phân biệt với những tổn thương khác như tôi vừa nói ở slide trước là liên quan tới u máu. Và khi nó phát triển giai đoạn trung gian hơn thì nó hình thành cái việc nó hình thành cái viền tăng âm xung quanh, và đến khi giai đoạn ung thư gan thực sự mà cái mà chúng ta vẫn quen thuộc từ hiện tại, chẳng hạn những ung thư gan nguyên phát là giàu mạch máu, thì thường là giai đoạn rất là muộn. Khi đấy trên hình ảnh nó mới hình ảnh là cái cấu trúc ung nó hỗn hợp dạng mosaic. Chính vì thế nên là với các guideline hiện tại thì người ta cũng ở trên thế giới thì người ta nhìn nhận thấy rằng là gì, để chẩn đoán xác định vấn đề về ung thư gan nguyên phát HCC thì họ đã làm cái gì. Như đây trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy là trong cái guideline chẩn đoán và điều trị chẩn đoán về ung thư gan của hiệp hội gan mật Hoa Kỳ, chúng ta nhìn thấy là gì, với những tổn thương những bệnh nhân mà có tổn thương gan mạn tính thì thường họ sẽ sử dụng bằng tầm soát bằng siêu âm, bằng các phương tiện chẩn đoán ảnh, hoặc là bằng các chỉ số marker, chuyên môn marker, cụ thể là alpha P. Khi phát hiện ra thì họ tiến hành dựa vào các biện pháp về chẩn đoán ảnh có tiêm thuốc để đánh giá các cái tổn thương khẳng định, để sau đó xếp loại theo tổn thương LIRAD. Và chúng ta nhìn thấy một điều thú vị là trên cái hình ảnh, trên cái guideline này thì chúng ta thấy không tồn tại một cái vai trò của alpha FP hoặc là một cái chuyên môn marker về ung thư gan để chẩn đoán xác định ung thư gan, mà họ phân loại theo các cái đặc điểm của chẩn đoán hình ảnh, phân ra thành là các cái LIRAD 1, LIRAD 2 và LIRAD 3 thường là tổn thương lành tính, LIRAD 5 là tổn thương khẳng định chắc chắn là ác tính và được confirm và sẽ điều trị bằng theo hướng là điều trị ung thư gan. Trong đó LIRAD 4 là một LIRAD mà ở mức độ ranh giới nghi ngờ rất cao là ung thư gan, thì thường họ sẽ sử dụng các biện pháp khác và có thảo luận đa chuyên khoa, và trong trường hợp nghi ngờ thì họ có thể tiến hành sinh thiết. Nên chúng ta thấy rằng là gì, trong các cái này thì cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh là đóng vai trò rất quan trọng trong việc chẩn đoán xác định là ung thư gan nguyên phát, và không có cái vai trò của các chuyên môn marker để đánh giá, để khẳng định. Cái chuyên môn marker có giá trị trong việc là sàng lọc và tầm soát sớm để phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm. Tại sao là đặc biệt là trong các cái này chúng ta nhìn thấy là gì, cái vị trí vai trò của sinh thiết gan trong chẩn đoán ung thư gan giai đoạn sớm rất là ít. Thì đây là một cái nốt lại trong một cái bài giảng của một giáo sư người Hàn Quốc về vấn đề về cái ung thư, về vấn đề về giải phẫu bệnh ung thư, chẩn đoán ung thư gan nguyên phát giai đoạn sớm. Thì cô ấy trong cái bài trình bày của cô nói rằng là gì, cái sinh thiết u gan để chẩn đoán giai đoạn sớm ngày càng khó khăn,
Bởi vì sao? Bởi vì dựa vào các cái việc mà phát triển các tiến bộ của các phương tiện chuẩn đoán hình ảnh, chính vì và kèm theo các chương trình tầm soát sớm rất là hiệu quả. Chính vì thế nên hiện tại là họ phát hiện ra những cái tổn thương rất là sớm. Và chính vì giai đoạn sớm như thế nên cái việc mà biopsy nó cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì cái việc để chẩn đoán xác định cái tổn thương trên cái mảnh bệnh phẩm đấy là rất là khó khăn. Đấy là cái điều mà cái việc mà các nhà giải phẫu bệnh người ta cũng nhìn nhận điều đấy. Cái sự khó khăn của họ là gì? Thì trong cái bài nói của cô đó thì người ta cũng đã nói rằng là gì? Hiện tại để chẩn đoán ung thư gan nguyên phát giai đoạn sớm thì đối với góc nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh, họ sẽ đối diện với những vấn đề gì? Trong trường hợp giai đoạn sớm thì việc họ phải đối diện làm việc với chẩn đoán với các cái tổn thương ung thư gan giai đoạn rất sớm, nghĩa là giai đoạn ung biến hóa rất là cao. Chính vì thế nên họ rất là khó khăn chẩn đoán phân biệt với ung thư gan biến hóa cao với các tổn thương đốt đoạn sản hay các tổn thương là u tuyến adenoma hoặc là các tổn thương một cái tổn thương bất thường khác hoặc là một cái tổn thương tăng sản thể nốt khu trú FNH. Và trong trường hợp mà những cái tổn thương mà thực sự ác tính và tổn thương poorly differentiated, những cái tổn thương mà cái độ biến hóa rất là độ ác tính rất là cao, thì bản thân góc nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh họ cũng đối diện với việc là gì? Họ chẩn đoán cần phân biệt với thực sự là đấy là HCC hay là một cái tổn thương ung thư gan đường mật cholangiocarcinoma hoặc là một cái thể mix giữa ung thư gan đường mật hay một cái thể giữa HCC và ung thư gan đường mật hoặc là một cái tổn thương di căn hoặc một tổn thương khác rất là khó khăn. Đây là góc nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh đối với ung thư gan nói chung và ung thư gan ở giai đoạn sớm. Quay trở lại một chút về vấn đề giải thích về cái logic tại sao trong cái quá trình multi-step hepatocarcinogenesis thì góc nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh để muốn được chẩn đoán confirm cái việc là ung thư gan thì chúng ta nhìn thấy đối với trong cái multi-step hepatocarcinogenesis thì chúng ta thấy là gì? Người ta đối diện với các tổn thương là low grade, các cái tổn thương loạn sản độ thấp, loạn sản độ cao, các tổn thương ung thư gan rất sớm và tổn thương ung thư gan ở giai đoạn thực sự là ung thư gan. Thì người ta dựa vào có dấu hiệu gì? Ngoài dựa vào dấu hiệu đặc điểm của tế bào, dựa vào mật độ của tế bào thì người ta dựa vào một cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu là các cái tế bào, các cái động mạch đơn độc gọi ampere artery. Thì với những cái tổn thương mà loạn sản độ thấp thì thường chúng ta sẽ không thấy xuất hiện những cái tổn thương các cái tế bào, các cái động mạch đơn độc là ampere artery. Trong khi đó những cái tổn thương là bắt đầu xuất hiện ung thư gan thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái động mạch đơn độc ampere artery như trên hình ảnh sơ đồ chúng ta nhìn thấy. Thì đây là một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là một cái mô bệnh học của bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn thực sự là ung thư gan. Chúng ta nhìn thấy trên cái hình ảnh này thì một phần là mô như mô gan lành và một phần là cái tổn thương ung thư gan thực sự. Thì với cái trường hợp là với mô gan lành, chúng ta nhìn thấy trong cái khoảng cửa thì bao giờ đi kèm theo đó là bộ ba gồm có tĩnh mạch cửa, động mạch gan và đường mật. Trong khi đó với cái tổn thương ung thư gan thực sự thì nó chỉ gồm các động mạch đơn độc hoặc là ampere artery, thì chúng ta nhìn thấy cái động mạch ở đây và không có kèm các cái khoảng cửa đi kèm tĩnh mạch cửa hoặc là đường mật đi kèm. Thì đấy, trong đấy là một cái hình ảnh giải thích cho cái việc là cái động mạch đơn độc trong ung thư gan HCC. Thế thì vậy cái vấn đề gì khi đối diện phải khi chúng ta khi sinh thiết hoặc chúng ta đối diện với các tổn thương ung thư gan giai đoạn rất sớm, để chúng ta nếu mà chúng ta làm biopsy thì như hình ảnh chúng ta nhìn thấy là gì? Một cái nguyên tắc để chẩn đoán ung thư gan giai đoạn sớm đó là chúng ta đi tìm các cái dấu hiệu trên cái vi thể là cái tổn thương nó xâm nhập mà các cái tế bào nó xâm nhập vào khoảng cửa, nó gọi là stromal invasion. Thì trên hình ảnh mặc dù một cái tổn thương như này thì với những cái tổn thương ung thư gan giai đoạn sớm thì các cái xâm nhập khoảng cửa nó gọi stromal invasion thực ra là rất là rải rác trong cái tổn thương ung thư gan thực sự. Thì nếu mà chúng ta nhìn, nếu mà với cái sơ đồ mà cái tổn thương một cái kim sinh thiết mà trong quá trình chúng tôi làm biopsy, vì chúng tôi sẽ không phân biệt được là vị trí nào, chúng tôi biết được vị trí nào là cái xâm nhập stromal invasion, thì chúng tôi sẽ làm biopsy. Thì cái kim, nếu trong trường hợp mà vô tình mà chúng ta đi cắt được đúng cái vùng mà nó có tổn thương là xâm nhập mạch máu, thì bác sĩ giải phẫu bệnh chúng ta có thể đọc được chính xác đó là một cái tổn thương ung thư gan rất sớm. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng tôi khi đưa cái đường kim cắt mà nó vô tình nó không đúng cái vùng mà stromal invasion thì rất là khó khăn để chẩn đoán phân biệt được, chẩn đoán đấy là một ung thư gan nguyên phát. Đây là một cái ví dụ một cái trường hợp ung thư gan rất nhỏ mà ung thư gan rất là sớm. Chúng ta nhìn thấy là gì? Một cái tổn thương rất nhỏ và bệnh nhân này được lấy bệnh phẩm ra. Thì trên hình ảnh trong khoảng cửa chúng ta nhìn thấy cái vùng mà có cái phần mà xâm nhập của mảnh xâm nhập khoảng cửa gọi là stromal invasion, và trường hợp này thì khẳng định chắc chắn đây là một cái trường hợp ung thư gan rất sớm. Tuy nhiên là trường hợp này cũng rất là khó khăn và bệnh nhân thường được mổ ra và lấy được bệnh phẩm toàn bộ thì chúng ta mới chẩn đoán được cái dấu hiệu là stromal invasion như thế.
Và cũng trong cái bài giảng của cô giáo sư về pathology của trong bài giảng của Hàn Quốc thì cô cũng khẳng định rằng là gì? Thực ra là cho tới hiện tại thì trong cái bệnh phẩm sinh thiết về gan thì để tìm cái dấu hiệu là stromal invasion thì thường là rất là ít và rất là khó khăn khi phát hiện tổn thương đó trên bệnh phẩm đó. Chính vì thế nên là chúng ta nhìn thấy là trong cái giai đoạn sớm để chẩn đoán xác định ung thư gan nguyên phát giai đoạn sớm thì rất là khó khăn, và cái vai trò của sinh thiết rất là vai trò của sinh thiết thì rất là hạn chế. Và đây tôi cũng xin muốn chia sẻ với quý vị một cái hướng dẫn về theo dõi và chẩn đoán ung thư gan của Hiệp hội Gan Mật là 2019. Thì chúng ta nhìn thấy là gì, trên cái sơ đồ này thì chúng ta nhìn thấy cụ thể trông nó rất là phức tạp. Tuy nhiên tôi cũng có thể phiên giải một cách rất là đơn giản là gì, nghĩa là bệnh nhân ở trong đối tượng nguy cơ cao viêm gan mãn tính thì thường sẽ được theo dõi một cách định kỳ bằng siêu âm và làm các tumor marker định kỳ gồm alpha P định kỳ 3 đến 6 tháng một lần. Và trong trường hợp mình phát hiện một tổn thương khu trú trong trên siêu âm gan thì người ta sẽ tiến hành làm các cái phương pháp về chẩn đoán ảnh, cụ thể là chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ, có tiêm thuốc đối quang. Thì dựa vào các tiêu chí gì để họ khẳng định là chẩn đoán là khẳng định HCC, thì trong đó thì một cái tiêu chí quan trọng nhất là cái tiêu chí WASH, cái tiêu chí mà khi cái tổn thương nó giàu mạch máu ở thì động mạch và nó có thải thuốc ở thì định mạch cửa thì để dấu hiệu WASH. Thì khi một cái tổn thương mà có dấu hiệu WASH thì đấy khẳng định luôn đấy là HCC và được điều trị như HCC. Trong khi đó nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân không có dấu hiệu WASH thì tùy thuộc vào kích thước của tổn thương. Chẳng hạn như nếu mà tổn thương đó tăng sinh mạch thì khi đấy tổn thương nếu mà kích thước dưới 1 cm, kích thước là trên 1.5 cm mà không có dấu hiệu WASH để khẳng định HCC thì họ tiến hành các biện pháp khác để chẩn đoán. Cụ thể là họ làm các cái biện pháp chẳng hạn như là chụp cái phương pháp cộng hưởng từ của chức năng, chẳng hạn như tiêm Primovis hoặc dùng siêu âm cản âm để họ khẳng định. Đối với trường hợp mà tổn thương gan mà không có dấu, nghĩa là có tăng sinh động mạch nhưng không có dấu hiệu WASH và kích thước là dưới 1 thì người ta, nếu mà trong trường hợp mà không có tăng sinh mạch, có tăng sinh mạch mà không có dấu hiệu WASH để khẳng định chắc chắn là HCC thì họ sẽ dựa vào dấu hiệu là sẽ xác định tiếp cái dấu hiệu kích thước, chẳng hạn như nếu một tổn thương mà trên 1 cm thì họ sẽ tiến hành làm các biện pháp về các cái functional imaging, cụ thể là dùng có Primovis hoặc là siêu âm cản âm. Còn trong trường hợp mà kích thước u gan dưới, tổn thương gan thì dưới 1 cm thì họ tiến hành họ follow một cách rất là sát sao. Thế cụ thể là với các cái hướng dẫn theo dõi và chẩn đoán ung thư gan của Nhật Bản 2019 thì chúng ta thấy những điều gì? Thứ nhất là gì, cái marker về ung thư gan chẳng hạn như alpha P, PK hoặc là alpha PL3 thì nó chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ cảnh báo kèm theo các phương tiện chẩn đoán ảnh khác như là siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ. Và chúng ta nhìn thấy là gì, vậy thì trong cái guideline này thì cái tỷ lệ sinh thiết cũng rất là ít, cũng giống như là các cái lý do giải thích mà tôi đã trình bày slide trước. Và để chẩn đoán xác định HCC thì họ chủ yếu dựa vào các phương pháp về chẩn đoán ảnh có đối quang, và dấu hiệu WASH là dấu hiệu rất quan trọng để có thể chẩn đoán xác định là ung thư gan. Tuy nhiên là rất là khó khăn và hầu như là không có phát hiện trong giai đoạn sớm. Chính vì thế nên họ sẽ dựa vào các dấu hiệu về chẩn đoán ảnh chức năng như là Primovis hoặc là US để phát hiện ra. Thế cụ thể với cái phần đầu tiên của cái bài nói của tôi hôm nay thì cái vấn đề là ứng dụng trong hoàn cảnh Việt Nam như thế nào với các guideline và các kiến thức cập nhật này. Thì hiện tại trong thị trường Việt Nam, trong hoàn cảnh Việt Nam thì chúng ta có cái phương tiện để chụp cộng hưởng từ chức năng, gọi là chúng ta có cái thuốc thường xuyên gọi là chúng ta gặp là gì, chúng ta thường sử dụng đó là Primovis. Tuy nhiên là cái hiện tại Primovis nó có nhược điểm là gì, cái chi phí của thuốc là rất là đắt. Ngoài ra là cần các bác sĩ chẩn đoán ảnh chuyên sâu về gan mật để đọc nó, thì đấy là một cái khó khăn, và chính vì thế nên cái chỉ định của cái Primovis là chưa có nhiều. Hiện tại chúng ta không có siêu âm cản âm giống như các guideline của thế giới, như cụ thể chẳng hạn như là thị trường của Nhật Bản hay Hàn Quốc họ dùng Sonazoy, thì ở Việt Nam mình hiện tại thì siêu âm cản âm chưa có, đấy là một khó khăn. Chính vì thế nên trong hoàn cảnh Việt Nam hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là gì, cần chia sẻ với quý vị đồng nghiệp rằng là thứ nhất là gì, chúng ta chú ý với chúng ta có cái kiến thức về tầm soát những bệnh nhân có tổn thương gan mãn tính. Tuy nhiên chúng ta chú ý rằng là chúng ta nên hãy cảnh giác với những trường hợp mà trên đường gan mãn tính mà tổn thương tăng âm, bởi vì những trường hợp đó chúng ta rất là khó phân biệt giữa u máu với một tổn thương u gan giai đoạn sớm.
Cái thứ hai là chúng ta vẫn cần, quan trọng nhất là đối với khi trên siêu âm chúng ta có, đối với phương pháp về chẩn đoán ảnh chúng ta có hai cái nội dung chính. Một là detection, là phát hiện nó, và một cái vấn đề thứ hai là mình đi chẩn đoán xác định xem tổn thương là gì. Thì với siêu âm thì tôi chỉ khuyến khích các bạn là nên chỉ tập trung vào vấn đề detection, là phát hiện thôi. Còn trong những trường hợp mà khi phát hiện rồi thì chúng tôi khuyến khích là nên chuyển đến nơi có chẩn đoán một cái chuyên sâu, để nơi làm xét về chuyên sâu để chúng ta có thể làm các biện pháp như là sử dụng các hình ảnh về chức năng, rồi chúng ta có thể biopsy, và chúng ta có thể thảo luận những chuyên khoa, rất nhiều chuyên khoa để chúng ta khẳng định chắc chắn tổn thương u gan là gì và có thể điều trị rất sớm cho bệnh nhân. Đấy là cái phần đầu tiên về vấn đề về chẩn đoán. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn đề cập tới vấn đề là điều trị, thì chúng ta quay trở lại guideline của BCOC năm 2022. Thì chúng ta nhìn thấy là gì? Cũng trong cái chủ đề này thì chúng ta chỉ tập trung nhiều, chúng tập trung vào cái vấn đề về điều trị ung thư gan giai đoạn sớm. Thì có cái điều trị kinh điển chúng ta gồm có ablation, chúng ta có phẫu thuật cắt phẫu thuật điều trị u gan. Và ngoài ra thì đối với 2022 chúng ta có thêm một cái phương pháp nữa là người ta xếp là việc nút mạch gan, can thiệp nội mạch có thể là được xếp vào các nhóm điều trị ung thư gan sớm. Thì cụ thể trong giai đoạn sớm là gì? Chúng ta bệnh nhân có cơ hội được điều trị triệt căn, do đó chúng ta phải điều trị với tầm nhìn để bệnh nhân hoàn toàn sống lâu tới tầm 5 năm hoặc 10 năm, để chúng ta rất là cẩn thận trong quá trình điều trị như vậy. Thì ở đây là một cái ca mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, là một cái ca mà một cái tổn thương u gan bệnh nhân này của chúng tôi. Thì với một tổn thương u gan bệnh nhân này, trong tổn thương u gan mạn tính và trong quá trình điều trị, thì trong quá trình tầm soát thì phát hiện một cái tổn thương u gan ở vị trí hạ phân tử 5 ngay dưới vỏ, kích thước 15 mm, và chúng ta thấy rằng bệnh nhân này chúng tôi đã tiến hành điều trị một cách rất hiệu quả bằng phương pháp đốt sóng cao tần. Và đây là cái phim bệnh nhân này, sau cái đánh giá sau khi điều trị xong thì bệnh nhân cái tổn thương này cũng đáp ứng hoàn toàn. Và một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh và muốn chia sẻ với quý vị là gì? Tổng thời gian bệnh nhân từ khi nằm viện tới khi ra viện bệnh nhân mới có 2 ngày. Và với quy trình này bệnh nhân được hiện tại thì bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ, và chúng ta có thể nói là người bệnh hoàn toàn chi trả không đồng. Nghĩa là dĩ nhiên là cho cái toàn bộ quy trình điều trị này và dĩ nhiên một cái chi phí khác rất nhỏ thôi. Tuy nhiên chúng tôi có khẳng định là với điều trị một cái tổn thương triệt căn, một tổn thương u gan trên này vẫn rất là nhẹ nhàng, mất bệnh nhân nằm viện có 2 ngày và chi phí hầu như không cao một chút nào. Vậy cụ thể gì trong hoàn cảnh hiện tại thì quan điểm cá nhân của tôi về vấn đề về chỉ định điều trị ung thư gan giai đoạn sớm như thế nào? Thì với giai đoạn rất sớm như trong guideline của BCOC, nghĩa là tổn thương u gan mà kích thước dưới 2 cm, thì tôi cho rằng là vai trò của cái điều trị can thiệp tối thiểu, nghĩa là local ablation, thường có ưu thế hơn cái phẫu thuật với phẫu thuật điều trị u gan. Bởi sao? Bởi vì mình điều trị triệt căn và với thời gian nằm viện rất là ngắn. Trong cái giai đoạn trung gian giữa 2 và 3 cm thì thực ra là mình cân nhắc giữa cái vị trí việc local ablation với phẫu thuật tùy thuộc vào các cái phương án khác nhau. Còn trong trường hợp mà khi mà tổn thương u gan mà mình phát hiện khối u mà trên 3 cm, thì tôi nghĩ rằng là vai trò phẫu thuật sẽ lớn hơn, bởi vì phẫu thuật có thể cắt được cái diện rộng hơn. Tuy nhiên trong trường hợp mà chống chỉ định những trường hợp mà bệnh nhân u gan kích thước trên 3 cm, thì hoàn toàn với vai trò điện quang can thiệp chúng tôi có thể kết hợp là gì, vừa nút mạch vừa đốt sóng cao tần hoặc là phá hủy u gan tại chỗ để tăng hiệu quả lên. Tuy nhiên trong giai đoạn này tôi nghĩ rằng là phẫu thuật vẫn là đóng vai trò quan trọng. Với tổn thương u gan kích thước nhỏ thì rõ ràng là cái việc điều trị can thiệp tối thiểu như là local ablation là một cái vai trò phương án điều trị rất là hiệu quả. Tuy nhiên như cái sơ đồ này chúng ta thấy và trên thực hành lâm sàng chúng tôi thấy là gì, không phải tất cả cái kích thước u nhỏ mà đều là thuận lợi cho việc điều trị. Chúng ta nhìn thấy trên sơ đồ này với những vị trí màu xanh là những cái tổn thương dạng u gan mà chúng tôi phát hiện hiện ở vị trí những trường hợp phát hiện u nhỏ rất lý tưởng cho điều trị về local ablation. Thì những cái tổn thương ở vị trí màu xanh là những cái tổn thương mà rất là thuận lợi cho chúng tôi điều trị triệt căn cho bệnh nhân. Tuy nhiên có những vị trí mà thực sự khó khăn, chẳng hạn như vị trí màu vàng, thì chúng tôi cân nhắc giữa các cái việc là điều trị đơn độc và cắm kim vào đốt sóng, hoặc chúng tôi phải kết hợp những phương pháp khác, chẳng hạn như tôi bơm dịch ổ bụng để làm sao bộc lộ tổn thương ra. Và có một số cái tổn thương chẳng hạn như ở vị trí màu đỏ là một cái vị trí rất là khó khăn, chẳng hạn như là vị trí mỏm gan trái hoặc dưới hoành trái chúng ta nhìn thấy là rất là khó khăn, hoặc là những tổn thương mà u gan nó nằm trong cái đi dọc theo cái đường rốn gan theo cái hệ thống của cái tĩnh mạch cửa. Thì những trường hợp này thì thực sự là điều trị bằng local ablation cực kỳ khó khăn. Trong khi đó với vai trò của phẫu thuật thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là rất là thuận lợi, chẳng hạn ví dụ khi với một tổn thương ở gan trái thì hoàn toàn là mình mổ thì rất là thuận lợi, và câu chuyện đấy sẽ nằm trong bài thảo luận của bác sĩ Hà tiếp theo. Chính vì thế nên là đối với một cái tổn thương u gan thì chúng tôi nghĩ rằng là nên cần một cái hội đồng đa chuyên khoa gọi là MDT để mình làm sao mình thảo luận
làm thảo luận làm sao lựa chọn phương án tốt nhất với tiêu chí là đặt cái quyền lợi của người bệnh làm trung tâm. Trong cái MDT đó thì chúng ta cần những cái bác sĩ gì, bác sĩ về phẫu thuật gan mật, bác sĩ về gan nội gan mật, bác sĩ về điện quang can thiệp, bác sĩ ung thư, rồi bác sĩ về về pathology, những bác sĩ về giải phẫu bệnh, để chúng ta cùng thảo luận mỗi một trường hợp như thế, case by case, để chúng ta lựa chọn phương án tối ưu nhất cho người bệnh. Và để kết thúc cái bài nói của tôi thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một cái ca lâm sàng tiếp theo, là một cái bệnh nhân u gan mà khi chúng ta phát hiện, tôi phát hiện là cái tổn thương u gan ở vị trí hạ thân 3 sát với dây chằng liềm. Trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy là tổn thương u gan kích thước khoảng tầm độ 15mm, và rõ ràng với kỹ thuật, với điện quang can thiệp chúng tôi thì không thành vấn đề gì cả. Chúng tôi đã cắm cái kim xuyên qua da vào trong khối u và hủy, và chúng tôi đánh giá lại và tổn thương đáp ứng hoàn toàn. Tuy nhiên cái câu chuyện không phải dừng lại đấy, mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là và cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị là thực ra cái câu chuyện là bệnh nhân không phải là cho tới hiện tại chúng tôi mới điều trị, mà bệnh nhân này, chúng ta hãy nhìn lại lịch sử của bệnh nhân, thì bệnh nhân này hiện tại 66 tuổi, một cái tổn thương u gan, nhưng bác này đã bị phát hiện ra u gan từ 2009, và bệnh nhân này đầu tiên là được mổ cắt gan, sau đó thì đến 2018 thì bắt đầu xuất hiện tái phát lần một, và chúng tôi đã đốt sóng cao tần và tiếp tục tôi follow sát. 2019 xuất hiện tái phát, chúng tôi điều trị tiếp tục bằng đốt sóng cao tần. 2020 và đến 2021 tiếp tục tái phát và chúng tôi điều trị, và cho tới hiện tại thì câu chuyện là bệnh nhân đã sống được 12 năm. Thì chúng ta thấy rằng gì, nếu mà chúng ta kết hợp tốt với giữa phẫu thuật với điều trị can thiệp tối thiểu, chúng ta cân nhắc và chúng ta follow rất là sát để phát hiện những tổn thương rất nhỏ, chúng ta điều trị rất là hiệu quả cho bệnh nhân. Để đi đến kết luận thì chúng tôi muốn chia sẻ một số cái điểm mà kết luận là gì. Thứ nhất là gì, nên chúng ta cần quản lý và tầm soát sớm HCC rất là quan trọng. Trong đó thì hiện tại thì cái marker về ung thư gan như là alpha HP, PK hay APL3 là những cái công cụ cụ để cảnh báo, và chúng ta cần phải kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, trong đó là siêu âm. Và trong đó thì cái chẩn đoán ung thư gan là sớm thì chúng ta như cái bài nói của chúng tôi thấy rằng gì, kèm theo kinh nghiệm chúng tôi thấy là sao, nghĩa là tổn thương đấy để chẩn đoán giai đoạn sớm không dễ dàng. Ngay cả sinh thiết chúng ta vẫn coi là đấy là tiêu chuẩn vàng, tuy nhiên trong sinh thiết cũng không dễ dàng để chẩn đoán xác định đó là ung thư gan hay không. Và trong thực hành hàng ngày thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào quản lý và phát hiện các tổn thương bất thường, đó là cái vai trò detection. Và khi mà chúng ta phát hiện các tổn thương bất thường như thế thì chúng ta nên gửi tới các nơi chuyên sâu để có thể chẩn đoán và điều trị sớm nhất cho người bệnh. Và khi mà chúng ta phát hiện những tổn thương u gan giai đoạn sớm thì chúng ta có thể điều trị bằng các cái phương pháp can thiệp tối thiểu, nghĩa là dùng local ablation, nghĩa là phá hủy u gan bằng đốt sóng hay là vi hoặc là đốt sóng cao tần, hoặc là dùng vi sóng, hoặc là trong trường hợp về phẫu thuật thì tôi nghĩ cũng là một phẫu thuật rất là tối thiểu, thì những cái chi phí này không cao và đạt hiệu quả tối đa. Và chúng tôi thấy rằng đó là một cái phương án điều trị tối thiểu nhưng mà chúng ta đạt được hiệu quả tối đa. Và xin cảm ơn.